Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một món ăn đó là bánh bí đỏ sữa tươi ha các bạn. Thì các bạn chuẩn bị giúp mình một trái bí đỏ nha. Và đây là cái bí đỏ mà mình đã làm xong nè. Mình rửa sạch, mình cắt ra rồi mình đi hấp nó, mình đánh nhuyễn ra các bạn nha. Đây là phần bí đỏ mình đã làm xong. Một ít mè nha các bạn. Mè đen thì tốt các bạn, hôm nay mình không có mè đen thì mình sử dụng mè trắng. Một ít đường, sữa tươi và bột gạo, bột nếp. Một quả bí đỏ thì mình làm á, cái phần bột gạo á, các bạn với bột nếp nó không hết mỗi thứ một cái bịch này đâu, mà mình sử dụng 250 g bột nếp thôi và 50 g bột lọc. Sữa tươi cũng vậy, sữa tươi mình sử dụng khoảng 1/3 bịch sữa này thôi chứ không sử dụng hết bịch sữa tươi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành vào pha bột và sữa, đường với lại bí nha. Cái phần bột nếp á, bột gạo và bí đỏ đó các bạn, mình đã trộn vào rồi nè. Rồi bây giờ mình rửa tay thật sạch nha các bạn, mình vo cái viên tròn ha. Sau khi vo xong rồi đó, như thế này, rồi mình bỏ vào mình chiên nha các bạn. Cái chảo dầu đó các bạn, nó đã nóng rồi ha. Mình lần lượt cho bánh vào nha các bạn. Mình có thể làm một cái bánh nhỏ lớn tùy theo cái sở thích của mình nha các bạn. Ở đây mình sẽ làm cho các bạn xem cái bánh, một số cái nhỏ, một số cái lớn, để mình xem nha các bạn. Thì mình thấy cái nào là thích hợp nhất nha các bạn. Đây, bây giờ thì lần lượt mình bỏ vào. Mình bắt lửa ở cái chế độ thiệt nhỏ. Nếu mà có mè đen á các bạn thì nó sẽ làm nổi cái bánh lên. Nhưng rất là tiếc ngày hôm nay mình không mua được mè đen, nên mình đành phải sử dụng cái mè trắng. Tiếp đó mình làm đến khi nào hết thì thôi và vàng thì mình trở nha các bạn. Cái phần bánh bây giờ nó cũng đã sắp chín rồi, mình theo dõi nó nha và mình trở liên tục nha các bạn. Cái màu bí đỏ đó, khi mà nó sắp chín nó chuyển màu rất là đẹp. Mình để ý là mình trở cái bánh để cái bánh nó không bị khét mà nó vàng, cái màu nó đẹp nữa. Nói chung là nó rất là dễ làm các bạn, và cái thời gian nó cũng không có mất thật nhiều thời gian các bạn, để ý ha. Rồi như vậy nè, là nó đã chín được cái bánh rồi đó, thì mình gấp ra đĩa nha các bạn. Rồi mình làm tiếp đến khi nào hết bánh thì thôi. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Màu Vlog. Để tiếp theo những cái video lần trước thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái món bánh bí đỏ sữa tươi ha các bạn. Thì đây là cái bánh bí đỏ sữa tươi của mình đây. Sau khi mình đã chiên nó rồi đó các bạn, nhìn nó có vẻ như khá là đẹp mắt ha các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn thưởng thức với mình nha. Đây, đây là cái bánh bí đỏ sữa tươi. Đây, đây để mình xé. Đây là cái bánh bí đỏ nha các bạn, sau khi mình đã làm xong. Xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mình ăn nha các bạn. Thì đây là một cái loại bánh đó các bạn, mà mình có thể nói rằng là người già và trẻ em đều có thể ăn được đó các bạn. Người lớn tuổi á thì răng không còn khỏe đó các bạn, nó cũng vừa mềm mềm mà dẻo dẻo á, ăn rất là hợp các bạn. Còn trẻ em cũng vậy, trẻ em thì răng không được cứng cho lắm, ăn vẫn được đấy các bạn. Hôm nay các bạn nó dẻo dẻo và dai dai, nó thơm cái mùi bí đỏ rồi các bạn. Nếu
mà các bạn chọn được cái bí đỏ sáp á, cái bí sáp á, thì khi mình làm ra cái bánh á, nó rất là dẻo và nó rất là béo. Thêm một phần nữa là cái mè đó các bạn, cái mè mà mình rắc ở bên trên á, nó rất là thơm. Nó lại có một cái độ ngọt vừa phải, không quá ngọt, rất là ngon. Đây là cái món ăn mà nó khá là mới lạ đó các bạn, hãy làm thử nha. Thì cũng là trái bí đỏ, nhưng mình có thể tạo ra được nhiều món ăn như là sữa bí đỏ nè, rồi hôm nay lại thêm cái món nữa là bánh bí đỏ sữa tươi. Thì cái sữa tươi các bạn bỏ cũng vừa phải thôi, nếu mà mình bỏ nhiều quá nó sẽ át mất cái mùi béo và cái mùi thơm của bí đỏ nha các bạn. Xin mời các bạn cùng ăn nữa nha. Tuyệt vời lắm, mềm mềm mà dẻo dẻo, rất là thơm cái mùi bí nữa. Ngon quá à. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng mà dinh dưỡng của cái bí đỏ nó rất là cao đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái cách làm cái bánh bí đỏ này nha các bạn. Nó khá là đơn giản. Cái công thức của nó là như thế này. Một quả bí đỏ, với một quả bí đỏ các bạn, mình có thể sử dụng một ít đường tùy theo cái liều lượng mà mình thích ăn ngọt hay là lạt nha, của khẩu vị của mỗi gia đình mình. Cái nữa là bột nếp các bạn, bột gạo. Bột nếp thì nó gấp 2 lần bột gạo nha các bạn. Mình trộn bí đỏ nè, bột vào, mình nhồi. Các bạn lưu ý là mình bỏ nước rất là ít nha các bạn. Rồi mình nhồi lại, bí đỏ nó vừa đặc thôi, đặt cái tay nha. Mình có thể ngắt ra được, mình vò tròn được để mình lăn vào cái hạt mè đó các bạn. Các bạn lưu ý là mình không bỏ nước nhiều, nếu các bạn bỏ nước quá nhiều nó sẽ tan cái bột ra, nó sẽ mình dò lại không được nha. Đây là cái mình lưu ý nha các bạn. Thì thế là xong rồi, mình bỏ vào bếp mình chiên thôi. Thì cái thành quả sau khi mình chiên thì được cái bánh như thế này. Mình có thể giò lớn hay nhỏ tùy theo cái sở thích của mình nha các bạn. Cái bánh bí đỏ này thì nó khá là mới lạ, ăn nó cũng thú vị lắm đó các bạn ơi. Ngon, nó dẻo dẻo dai dai, và cái màu của cái bí đỏ rất là đẹp các bạn. Các bạn lưu ý khi mình ăn á, những cái món ăn của gia đình á, thì mình nên sử dụng cái màu tự nhiên của hoa quả củ. Thì mình nên chọn ví dụ như là bí đỏ nè, hay là khoai tím nè, thì mình để lấy cái màu, hay là thanh long ruột đỏ mình làm ra nha. Tránh sử dụng cái màu thực phẩm các bạn ha. Trông thật là đẹp mắt, với lại cái bánh bí đỏ sữa tươi nó nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mà nó rất là tuyệt vời đó các bạn. Đây là mặt sau của nó, còn đây là mặt trước. Khi ta xé cái bánh ra thì nó dẻo dẻo và nó rất là đẹp mắt.
Thì nếu muốn đẹp mắt hơn á các bạn, cái bánh này nè các bạn ơi, mình sử dụng cái mè màu đen các bạn. Tại vì khi cái nền bánh của mình màu vàng á, mình sử dụng cái mè màu đen á, nó sẽ nổi lên rất là đẹp. Thì rất là tiếc ngày hôm nay mình không mua được cái mè màu đen các bạn, nên mình đành phải sử dụng cái mè màu trắng. Không hài lòng cho lắm các bạn. Nếu mà được cái mè màu đen lên thì chắc chắn nó sẽ đẹp rất là nhiều. Khi mình cắn vào cái miếng bánh đó các bạn, nó lại trúng những cái hạt mè li ti, nó rất là thơm nữa. Thì cái món bánh bí đỏ này đó các bạn, nó khá là đơn giản. Các bạn hãy làm đi nha, để ăn cùng với gia đình và người thân nha các bạn. Thì cái phần ăn bánh bí đỏ của mình ngày hôm nay đó các bạn đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích và cái món bánh bí đỏ này á nó ngon đó bạn, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ để cho bạn bè và người thân cùng biết nha các bạn. Cuối cùng thì bây giờ mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.